chào các bạn. Hôm nay dò địa lan Tuyết Ngọc đã ra qua ở tại miền Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây là cây địa lan bông màu trắng, trắng tinh, mới nở các bạn. Mùa này có thể là mùa nó không thuận nên thành ra giò bông nó không dài. Như chúng ta thấy giò bông cũ của nó này, nó đã dài hơn cái này gấp đôi. Và cây mình thấy nó tức hay cái gì đó, nó ra bông thêm hai giò nữa các bạn. Hai giò bông này các bạn. Đây một giò, một giò đây nữa. Thì thường là cái cây này là nó ra bông quanh năm. Quanh năm các bạn. Tập trung nhiều nhất là vô mùa xuân. Khi một giò to như vậy thì nó sẽ ra một lúc, có thể ra chục giò bông một lúc các bạn. Cây này nó rất là dễ bông. Đây là những giò bông cũ các bạn, rất là dài các bạn. Đó. Nhiều bông lắm. Thì cái cây Tuyết Ngọc địa lan này là nó bông màu trắng. Nó là một dòng va, bông đột biến. Và chúng ta trồng nó thì nó rất là dễ trồng. Chỉ trồng khi vừa không bón. Và nó sẽ có cái bộ lá rất là đẹp như vậy. Cây địa lan đúng ra chúng ta trồng kính thì nó sẽ phát triển tốt, dễ bông và bông dài hơn. Chậu này thì nói chung là nó cũng có bệnh sơ dừa, nhưng thực sự nó vẫn là chậu hở, nó rất là dễ vô cái không khí. Còn nếu cho trồng chậu kính thì nó sẽ rất là mạnh, bông nó dài hơn, nó ra đúng bằng hình thái sinh lý của nó. Còn cái này là nó ra cái chậu, nó chỉ ra cho nó có thôi, chứ không phải là đẹp nhất của nó bạn. Nó gì, tại vì cái chậu này vẫn còn hở nhiều cái lỗ bên hông này, nhiều cái, tức là ta bệnh sơ dừa chứ không thể nào nó kín hết được. Nếu cái này mà trồng vô chậu đất, chậu men kiểm này kia thì rất là tốt, nó sẽ đúng bài hơn, cây đã phát triển kinh khủng đẹp luôn. Và bông của nó giờ bông rất là dài nha, mà tại vì quy tắc của nó là, quy tắc của lan là cái lá dài bao nhiêu thì giờ bông nó sẽ dài bấy nhiêu. Thì cái lá này chúng ta thấy là dài 70 thì giờ bông nó cũng phải 50 là chuyện bình thường. Thì hôm nay nở bông này là một cái bông bối lại ở vườn này. Thật ra là mình mời quay, mời các bạn cùng xem và chiêm ngưỡng cái cây Tuyết Ngọc này. Chúng ta trồng thì chúng ta chỉ cần bỏ phân tan chậm chì hay phân tan chậm vàng ở trên cái mặt thôi là được rồi. Chất trồng thì bạn đang trồng bằng bột dừa với vỏ chấu. Mình chờ thêm 1-2 giò bông nữa nó nở dài ra thôi, nó nở tiếp có dài hay không. Nếu mà nó dài nữa thì mời các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Nhưng mà nói chung là cây này phải trồng dài dặn thì nó mới dài cái giò bông được. Và cái chỗ này của Mai Quy thì nó trồng yếu ánh sáng, cái cây địa lan này nè trồng không có nhiều. Cái này mình sẽ cho nó ra ngoài ngoài nắng nhiều hơn các bạn, để nó hấp thu được ánh sáng nhiều hơn, để kỳ này nó sẽ ra bông tốt hơn. Một chậu địa lan xứ nóng và ra bông thường xuyên ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể tự tin để chơi cây lan này bất cứ nơi nào. Cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy quay. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những giò địa lan đẹp. Xin cảm ơn nhé.
Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.